សួស្តីបងប្អូនអរគុណដែលចូលមកកាន់ Channel Mr. Me Blog ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបចូលទៅ request copyright strike អញ្ចឹងនេះឈ្មោះដែលគេក្លែមយើងនេះឈ្មោះយងជីនេះឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ Gmailសូមគាត់វីដេអូនឹងបានលុបចេញហើយតើមកគាត់មក report ខ្ញុំទៀតបងខ្ញុំលុបចោលយូរហើយតើបងបើឯងមកទីខ្ញុំចង់អបបងហើយបងមានអនុត្តរសូត្រដល់បងអូនសអនុត្តរសូត្រសោះបងវីដេអូនោះខ្ញុំលុបចោលតើបងបងឯងបងសំឡាញ ឥឡូវយើងសូមធ្វើការ request ទៅគាត់សូមឲ្យគាត់ដកចេញខ្ញុំសរសេរបន្តិចសិនចាំបងប្អូនចាំមើលតាមហ្នឹងទៅចូលទៅមើលកន្លែងដែលគាត់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបានលុបហើយនៅផ្លិចដែរreport ខ្ញុំ YouTube កំពុងតែមិនទាន់ approve ផងអត់អសូរគ្នាផងបងតែជួយគ្នាផងបងអើយខ្ញុំឈប់យកវីដេអូបងមកផុសទៀតហើយផងអ
Rồi biết đâu nó khơi nha. Ngon này, nhưng mà tôi ăn lục chanh phong. Dạ, đói. Ở sông cốt đó, cốt nói. Nào lấy dương phía nhỏ tại cốt á, chung hứa ta cốt cốt tọc xa dương này bật đích chung hứa chung hứa phải chứ xe màn ông mà ông đọc mũi chứ phải chứ cốt xe màn này chung hứa xa dưới cốt tọc xa dương mấy trăm chung xông cốt bật thèm tiết. Lời video bà nâng nâng là bịp nè ca sông kê nè mô kê nè cứ dòng dì nè cột nè report dưỡng trịt nè về expire nè ca ngay tìa pay chen ngay tìa pay chen ngay tìa pay chen vơ ngay khai lột cho nhau chen. Tiểu phải chén chén khai chứ
khai đọc khai đọc mũi khai đọc pi khai mùi ngày tiêu phây khai mùi này ngày tiêu phây khai mùi nước bờ sân bờ chỉ bờ sân chỉ bong dòng gì cột ập rú cột chui đỏ ấy cứ vì nông thoát một ngày phây mùi ngày phây vận tải bờ sân chỉ cột mình ập rú thế nó dễ bảy khai vì nông đi mua trên hôm nay lấy video đăng tải bản năng số một con do subscribe cho mọi người.